Xin chào cả nhà, lại là em đây. Hôm nay phim 4G Review xin gửi đến các bạn tóm tắt bộ phim đa Mỹ khá hay của Nhật Bản mang tên Bữa ăn khỏa thân, tên tiếng Anh là Naked Dining. Ichijo Sota Sori Kondo, một nhân viên ưu tú làm ở Bộ Tài chính. Anh luôn được mọi người xung quanh tin tưởng, được đồng nghiệp chú ý, là một người đàn ông hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn công việc. Nhưng anh ấy lại có một sở thích bí mật không thể nói với ai. Buổi tối sau một ngày đi làm mệt mỏi, khi ở nhà một mình thì anh ấy đã trút bỏ bộ vest, cởi cả đồ lót và ngồi dùng bữa trong tình trạng nguyên thủy nhất. Bữa ăn khỏa thân này là một bí mật mà anh ấy không thể nói với ai và là cách để anh ấy xả stress. Một ngày nọ, Ichijo nhận được một lá thư. Đó là một bức thư từ người bà quá cố của anh ấy, kèm theo bức thư là một chiếc chìa khóa. Một hôm, sau khi phải tăng ca cả đêm, Ichijo như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đi đến nhà bà mình. Sau khi lục lọi hết đống đồ ngày xưa, Ichijo mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay tại nhà bà. Sau khi tỉnh dậy, Ichijo nghe thấy tiếng động lạ, tưởng là có trộm nên cầm chổi, định cho tên trộm một trận, nhưng mà không ngờ do tay chân chối gà không chặt. Ichijo té bổ nhào lên người Miki Mahiro Iutaro, một người đang kinh doanh một cửa hàng rau quả và là bạn của người bà quá cố. Miki là người bạn đồng hành, chăm sóc cho bà của Ichijo những ngày cuối đời. Miki cũng là người đã dạy cho bà của Ichijo biết cách nấu các món ăn ngon. Ichijo cảm thấy mình thật là bất hiếu khi không thể ở cạnh bên và chăm lo cho bà những ngày cuối cùng. Thấy tay của Miki bị chảy máu, Ichijo tận tình lo lắng, đưa miếng băng keo cá nhân để Miki dán vết thương lại, đồng thời gửi lại chìa khóa nhà để Miki có thể vào nhà của bà bất kỳ lúc nào. Ichijo lục lọi được bí kíp món ăn của bà nội, vội chạy ra tiệm rau để mua salad về chế biến. May mắn là Ichijo đi đúng ngay tiệm rau của Miki làm chủ, thế là Miki tận tình gom hết các nguyên liệu bỏ vào túi cho Ichijo. Sau khi mua nguyên liệu xong, Ichijo theo công thức có sẵn của bà nội mà thử làm món mới xem sao. Do bà nội độ hay sao ấy, sau 2 tiếng hùng hụt dưới bếp, cuối cùng Ichijo cũng hoàn thành xong món ăn một cách chỉnh chu và đẹp mắt. Để tận hưởng thành quả cả ngày lăn lộn trong bếp, Ichijo bắt đầu lột hết quần áo ra, ngay cả cái quần xì cũng lột sạch để thằng em tí hon của mình được tự do mà ngồi vào thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Đang lên đỉnh tận cùng của sự sung sướng khi khỏa thân ăn món do mình tự nấu, thì trời ơi, Ichijo bị Miki bắt tại trận đang ở chuồng ăn cơm. Cả hai nhìn nhau thì đứng yên bất động, Ichijo vội vàng bỏ chiếc thìa xuống mà lấy hai tay che con sâu gióm đen thùi của mình lại. Nhưng đã quá muộn rồi cả nhà ạ, Miki đã nhìn thấy hết tất cả, xấu hổ quá Miki vội chạy về tiệm rau trong sự ngỡ ngàng của Ichijo. Tập 1 phim Bữa ăn khỏa thân, tên tiếng Anh là Naked Dining đã hết. Cả nhà nhớ like và theo dõi ủng hộ kênh để đón xem tập tiếp theo nhé. Phim 4G xin chào và hẹn gặp lại.